Hoài đi đâu á? Đi chợ con. Đi chợ hay là bà Hoài đi làm cái gì? Đi chợ. Đi chợ hả? Con hỏi gì? Dạ. Con cho bà Hoài 100 nè. Con lấy rồi để cho cháu. Dạ không, con cho bà Hoài á. Cảm ơn con. Dạ bà Hoài giữ gìn sức khỏe nha. Sao vậy bà Hoài, chân đau hả? Có rồi, đi vậy hả? Dạ. Nè nè chú, con kiếm chú hồi nãy giờ nè, con gửi chú 200. Dạ. Nha chú. Dạ, cảm ơn. Dạ. Rồi. Cảm ơn anh. Chú về sức khỏe. Dạ. Nãy giờ con kiếm chú trong kia quá trời, mà con kiếm không gặp. Tại vì em đi vòng. Dạ. Đi trên vòng á. Dạ rồi. Ok, không có gì. Dạ. Bác ơi, đi qua đây anh chơi. Con gửi bác 100 con bánh. Dạ, không có gì. Bánh chào cô chú anh chị, ngày mới chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe nha. Anh em xuống biển nè, quay cá bạc má hay cá xuồng đòn người ta vô quá trời gia đình á. Cá bạc má mới vô nè gia đình. Cá từ mới vô từ Cồng Xanh luôn. Cá này bán nhiêu ký vậy chị? Cá này bán nhiêu ký vậy cô? Bạc má nè, 50 ha. Cái này 50.000 ký nè gia đình. Ở đây mới vô nữa nè gia đình. Cái này bán nhiêu ký vậy em gái? Dạ, 70 anh. 70 hả? Dạ. Bạc má 70. Ba ký 201. Vô. Bây giờ là cái em gái này chở đi lên chợ bán nè gia đình. Hello. Hôm qua ở dưới đây gia đình, em nghe mấy người ở xóm ta nói cá bạc má vô á, một chiếc thúng về là chở mấy tạ luôn gia đình. Mà bán từ lúc mà 25-30 ngàn cho đến khi mà còn có 15 ngàn đồng một ký thôi. Mà gỡ mà thấy từ lúc mà cá mà nó cứng thấy, mà tới khi gỡ cái con cá mà nó mềm luôn. Bữa nay em xuống thì lại ít. Cái này cũng mới vô nữa nè gia đình. Để em về em coi có cá em quay cho gia đình xem. Chứ này vô cũng ít à. Bên này chiếc này vô cũng ít rồi gia đình ạ. Thúng người ta là Đông Đạt. Lưới ghẹ rồi gia đình ạ. Lưới ghẹ này đi bữa một với gia đình. Đây là ông cầu tư ở sớm. Ông xuống đây ông sửa máy cho mấy anh ở đây mà thúng đò mà có bị hư máy là ông xuống sửa. Lưới cá chích đó gia đình. Này là chích vũ nè. Cá cũng ít. Đang chuẩn bị lưới da kéo lưới nè gia đình. Kéo cá đói với gia đình. Em coi dắt lưới này kéo coi có được nhiều cá không. Wow, nước dơ quá. Lưới nó đóng bận là biết nước dơ.
Có mấy con gia đình ơi? Cá đói. Có mấy con hả? Giặt lư kêu cực khổ mà có mấy con. Thúng này mới kéo lên. Kéo một chiếc vậy là tối mà kéo xuống sáng kéo lên là 60 ngàn một chiếc đó gia đình. Cá bạc má, cá đổng. Bữa qua nghe nói cá bạc má người ta vô nhiều dạ, lắm không chứ? Dạ, người dạ tạ luôn à. Bữa nay đâu hết rồi hả? Bữa nay giật hết. Giật đâu hết rồi? Chuột rồi có. À, chuột chưa vô mà hả? Dạ chưa, mua đá rồi đồ. Một thùng. Có cá hú nữa. Còn đây là bà con mình đi vô sớm nè, ngồi thao lứ đó gia đình. Đâu, cá bạc má nè, cho rồi. Cá từ rối luôn. Cá này mình bán nhiêu một ký luôn chị? Dạ, 70 ngàn một ký cá bạc má ha. Còn cá ảo? Cá ảo trong giữ. Cá ảo này nào chả ngon. Ồ, đây thùng nữa. Đây thùng nó là gia đình. Bỏ vô cho nó đầy luôn. Dễ chở. Dạ. Cái này mình chạy luôn qua chợ Phước Hải bán luôn hả chú? Chợ Phước Hải thấy tập trung bên đó đông. Bỏ cái đá vô cho nó tư. Cái thúng coi vậy cho nó nặng lắm á gia đình, thúng bự lắm á. Thì cũng hên xui, có người thì có bữa ăn không hết, có người có bữa thì lỗ dầu. Bữa hôm qua thì cá nhiều, bữa nay thì cá nó giật đi đâu hết rồi. Thành ra bữa nay có chiếc có chứ không. Có mấy người đang kéo lưới vô nè gia đình. Đó, đằng đây một đầu là một người. Là có một mình cái chị gái đó kéo một đầu thôi. Quay sát gia đình xem thấy chưa. Có một mình chị thôi. Đây là có hai người mà hai người đàn ông nha gia đình. Đừng thấy phụ nữ yếu mà là phụ nữ yếu nha, mà yếu thiệt. Nói chứ mấy chị kéo, mấy anh này mấy anh kéo không quen á. Thành ra hai người. Kéo cá đói á gia đình. Em coi dắt lưới này kéo coi có được nhiều cá không. Wow, nước dơ quá. Lưới nó đóng bận bận là biết nước dơ. Có mấy con rồi gia đình ơi. Cá đói. Có con.
mấy con hả? Giặt lư kêu cực khổ mà có mấy con. Trong nó có một cái ao này nha gia đình. Cái này mấy đứa mà nhỏ nhỏ mà không biết bơi xuống đây tắm cũng ok lắm gia đình. Chứ thúng mới vô thôi gia đình ơi. Cứ thúng vô là chồng lo thúng lo lứ, còn vợ là lo xách cá lên bờ, lên chợ bán. Wow, cá bạc má. Có nước vô cho nó tươi. Mấy thùng luôn á gia đình. Lên xe. Wow. Có chân lúng. Chưa, tay lái lụa rồi, cứ chạy thoải mái đi. Ok, vô mà hỏi một câu thấy nó khỏe liền phải không? Rồi cái này cá bạc má này cũng có giá 70-80 ngàn ký là ở dưới biển á gia đình, còn lên chợ có thể lên đến hàng trăm ngàn á gia đình. Còn đây là xuồng lưới chích á gia đình. Neo cũng sát bờ luôn, ngay bậc sóng á. Chỗ bán cá chích xuồng vô là ngồi ở đây căng luôn gia đình, trước bãi Vinh Cô luôn. Chích bự ghê luôn. Năm ký. Nguyên một thúng cá chích luôn. Quá trời. Cá này bữa nay chắc em nghĩ cũng tầm 20 ngàn một ký. Chở nguyên thúng lưới, thúng cá vô luôn gia đình. Tiện ghê. Kéo thì kéo, còn có xe thì cẩu nguyên cái thúng lên luôn. Thêm một cái thúng mới vô nữa nè gia đình. Bữa nay chắc có nhiều quá. Wow, thùng nhìn cái bộ mà nặng á. Thùng này cũng tầm 20 mấy ký, 30 ký gia đình. Cá này béo.
lá vô cho nó tươi. Em xin phép cô chú anh chị, em đi về, em đi qua Bình Phước Hải, em đi mua cá cho má em nha. Giờ này cũng 10 giờ mấy rồi, qua kiếm cá đuối nhà quê hay là cá gì đó em mua cho má em. Rồi cô chú anh chị đi với em nha, qua chợ Phước Hải. Nhiều. Bự 250. Cá lớn 250. Đồ cá ba chậu quần quá đâu. Cá ba chậu lớn 250. Cái 220 nha em. Không phải. Con này mấy ký vậy chị? 2 kg 7 hả? Cá đuối nhà quê. Nhà quê là nhà nông gì? Cá này cá đuối này nó không chua. Nó bằng chua hả? Hấp được không? Em mới mua con cá đuối nhà quê gia đình. Mua cho má em á. Còn đây là con cá bạc má mới vô nè. Và đây là cá mối. Đây là cá ngăn, cá lộn xộn, cá xay. Mực mới vô còn ngờ luôn á gia đình. Đây con mới cá sóc, mà cá sóc có 2-3 con thôi. Cá sóc trắng. Đây cá sòng. Bên trong là có cá lò. Này là cá chát mà. Dạ. Cá này bán nhiêu tiền chứ? 40 ha. Dạ. Cá lò. Đây là mấy con nghêu nhỏ nè. Wow, cá gì ngon rồi ta. Này giống cá cam thôi. Ồ, cá cam ngon á. Đây cá sủ nè cho rồi. Chợ bữa nay cũng đông lắm á. Cá đổng, cá nục gai nè gia đình. Cá đổng 50 ngàn một ký. Bên đây có hàng mực cũng tươi lắm gia đình. Đây là sò. Wow, cá mớm, cá đục. Đây là tôm. Bên đây chợ đông quá. Giờ em đi thả đi vào trong đây em kiếm cá mấu thuận em mua cho em dễ em không. Cá dừa nạo nè gia đình. Em mới đi qua thì kiếm cá mấu thuận không có.
về mới qua mua cá bóng tiếp, bóng cát á gia đình. Em có dặn mà không biết bữa nay có hay không. Gia đình mình thấy con cá sơn sơn bự, con này cũng phải là 2-3 kg, 3-5 kg luôn á, bự quá đời. Sơn sơn, cá lò, cá cam. Cá nhồng nhỏ nhỏ, nhồng này nấu hành tiêu cũng ngon, ớt hành tiêu gia đình. Cá chích, cá lò, ok, cá xanh xương. Cá đói chăm giữ, cá xanh xương nhiêu ký? Xanh xương em bán 101. Xanh xương nhiêu, 101 hả chị? À, cá mèo. Cá mèo bán 80. Cá mèo 80. Em lấy to thì bán hàng cho. Cực kỳ ngon luôn nè. Không không sợ, không có bánh bao cho coi mà. Cá hốt anh. Cá hốt đó chiên ngon dạ, lắm. Không, không có xương nhâm. Em bé ăn nhận được, người già ăn nhận được, không có miếng xương nào hết. Mọi tôi quay vô cho. Dạ. Cá nào anh? Cá này là cá đối nè. Vô kiếm cá bóng mà không có luôn. Hàng này hay bán cá bóng mà mấy bữa mình hay mua ở đây nè. Đây là có những cái hàng chè, hàng bánh như mọi ngày. Chợ Phước Hải thì bán những cái đồ như vậy thôi. Bánh ngọt. Bánh tổ yến nè gia đình. Bánh tài yến á. Em kêu bằng bánh tổ yến. Giờ em đi vô trong cái trong hàng, trong đây bán rau củ nè, có bán đồ ăn trong đây nữa là gia đình. Trời ơi lắng quá trời luôn. Bánh thọt, bánh xèo, nhìn hấp dẫn ha gia đình ha. Đây hàng bánh chè, đây bán cháo lòng, bánh canh, bánh ướt nè gia đình. Chú chiên hả? Này cho 10.000 vô luôn đi, 10.000 Thái Lan. Hai thứ 10.000 cũng được. Mua ủng hộ, mua ủng hộ. Không biết có đi chung không mà ở chung nhà á. Đưa tiền chưa? Rồi cảm ơn nha. Ngon lắm nè gia đình. Không có lụ. Nước dừa. Đây là bán bánh bồng làng, bánh tiều. Gia đình nha. Khoai lang chiên. Khoai lang chiên bột ngon gia đình. Bây giờ bên phía bên viện của chợ là có bán đồ ăn nè gia đình. Bán nhãn, bán bắp nè. Bán mè. Có bán bánh tét nè gia đình. Bánh tét, bánh ú. Có bánh ú lá gai nè. Nhìn thấy ngon gia đình ha. Bánh bò nữa.
Dạ. Sao bắp nè. Này bắp nhựa hả chị ha? Đúng rồi. Bánh tằm. Này bánh tằm bán gần hết rồi. Hỏi nó cũng đang nó đang anh nhập bữa giờ mới ra nào. Dạ. Sáng giờ bán đỡ không chị? Dạ, ít bữa em qua em đặt bắp ở đây nè. Rồi chúc chị mua em bán đất. Bán con đi nước mía mọi hai. Anh tao á, tao có hai đứa này. Dữ không? Anh ba hỏi em biết không? Tao lâu quá mẹ không gặp mày quên. Mẹ gặp chứ, gặp mấy bữa em không gặp anh hoài gì. Chiều đây mẹ nó đi học quá này. Mẹ nó đi hả? Ờ, chiều đây mẹ nó đi này. Đi du lịch hay là đi đâu? Đi lấy chồng học quá. Trời. Đậu dâu, chiều 11 giờ này bay này. Còn anh ba sao? Anh ta đi vợ khác rồi, ông đi chồng khác. Ôi chia, chia tay ha. Vậy là anh chị có hai đứa. Ai anh ba có hai đứa. Ở là chị luôn hả? Ở là chị. Trời ơi. Đây con trai lớn ha. Đây 15 tuổi rồi, còn con này 7 tuổi. Dạ. Tớ năm nay con có 16. Tớ 16 lần la là 15 sao tao chịu. Nhưng mà tớ năm nay con có 16. Mày mời hai em bán hai nước mía. Trong kia là bán hủ tiếu ở gia đình. Chợ mà nhầm ngay mấy ngày mà thứ bảy chủ nhật ở gia đình nó đông. Thế này thứ bảy không? Mà sao không biết bên này nó cũng hơn. Ở trong kia đông vào đây nó vắng. À, bán cái cây đu đủ. Chuối, bơ. Ổ ruột đỏ ngon gia đình ha. Măng măng nè. Măng đỏ đỏ này là măng A nè phải không chị? Măng là A nè. Ồ măng ngon quá. Bữa nay em qua nhà em có ăn măng qua ủng hộ chị. Cảm ơn chị. Em thấy có cái ông bác đó, ông có hoàn cảnh khó khăn lắm. Em kiếm nãy giờ, em kiếm không ra, em đi vòng vòng chợ nãy giờ. Nãy giờ em đi dạo một vòng, mua được có con cá đú nhà quê gia đình. Giờ em đi về em làm. Về tới nhà rồi. Em xin phép cô chú anh chị, em kết thúc clip ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip của em. Bye bye.